Linh Cù Lao kính chào quý ông bà cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của Linh. Hiện tại Linh đang đứng tại một cái ngôi nhà bị bỏ hoang ở thị trấn Lấp Giò, tỉnh Đồng Tháp. Và cái căn nhà này đã được bỏ hoang khoảng tầm gần 20 năm nay rồi cả nhà. Cái kiến trúc thì xây cũng rất là xưa rồi, giống như từ thời Pháp vậy. Không biết vì sao mà một cái ngôi nhà rộng lớn như thế này lại bị bỏ hoang nữa. Nãy giờ thì Linh hỏi thăm bà con cô chú sinh sống ở gần cái nhà hoang này á, thì người ta cho biết là cái nhà này ngày xưa là một cái trụ sở hay là một cái gì đó, cơ quan nhà nước họ làm việc, nhưng mà bị bỏ hoang cũng rất là lâu rồi, mấy chục năm nay rồi, không có ai dám lui tới đây hết. Nghe bà con cô chú ở đây kể là có một số người vô gia cư, họ vô đây họ ở tạm trong đây nữa, không biết nguyên nhân như thế nào mà sau này họ cũng bỏ đi luôn. Nhưng mà sau khi họ bỏ đi thì đã cúng kiến và làm những cái bài cúng như là cầu cơ, cầu lễ gì trong đây rất là rùng rợn luôn. Khi mà vừa bước tới đây á, thì ập vào mắt của Linh là nguyên một cái dãy nhà nằm ở phía bên tay phải nè. Cái dãy nhà nhìn rất là âm u luôn cả nhà ơi. Nhìn nó cây cối, dây leo rồi nó bò tùm hết. Giống như là mấy cái ngôi nhà ma ở trong phim vậy. Khá là rùng rợn. Và những cái chỗ mà người ta cúng kiến ở đây nữa nè, y như là cầu cơ sinh số hay sao á. Có nhang rồi có hoa đầy đủ luôn. Thì bà con ở đây cho biết là cái nơi này là ngày xưa hình như là một cái trụ sở hay là một cái cơ quan gì đó của nhà nước, nhưng mà không biết vì như thế nào mà không hoạt động nữa, mà bỏ hoang thì cũng từ rất là lâu rồi, mười mấy hai chục năm nay. Sau khi mà bỏ hoang thì nhiều người vô gia cư nè, họ tìm tới đây và chọn cái nơi này làm cái nơi cư ngụ lại. Ở đây thì nhìn thấy rất là nhiều phòng đó, ngăn cách nhau rất là nhiều phòng ở trong đó luôn. Và có thêm một cái lầu ở trên nữa nè, không biết là có lên trên lầu được hay không nữa. Trước tiên thì Linh sẽ tiếp cận những cái căn phòng ở dưới đây, đi một vòng bên trong để xem là trong đó còn sót lại những cái gì. Ôi giời, cái khung cảnh nhìn cũng rất là ớn luôn. Bên trong cái căn phòng này á, Linh thấy có mấy cái kệ thờ, mấy cái kệ thờ cúng nè. Thì theo như là bà con á, họ kể lại á, sau khi mà những cái người vô gia cư họ bỏ đi rồi á, thì không biết là họ cúng kiến cái gì trong đây nè, mà rất là nhiều những cái đồ cúng. Bà con đi ngang đây thì họ thấy, rồi họ vô đây họ dòm, ai cũng ngán ngẩm á, không có dám bước tới cái chỗ ngôi nhà hoang này. Ở trong đó thì có rất là nhiều đồ luôn, có cả ảnh, khung ảnh thờ gì nữa, quần áo, quá trời. Trước này có một cái cây, cây này cây sung hay là cây ngái gì ạ, chắc là cây ngái rồi. Cái trái nhìn nó khác nè, ít lông hơn. Cái dãy nhà này cũng rất là rộng luôn, có 1, 2, có 4, 5 phòng luôn cả nhà ơi. Trên cái lầu đó cũng 3, 4 phòng ở trên đó đó. Xíu nữa thì Linh sẽ tìm cái đường để mà đi lên trên lầu. Đây là cái không gian ở phía trước nè, rồi dây leo bò bích chịch hết trơn rồi. Bây giờ Linh sẽ tiến vào bên trong luôn, bắt đầu đi vô từ cái căn phòng này. Ôi, chỗ cái góc này có mấy cái khung hình, không biết là khung hình gì nữa, chỉ còn cái khung không à. Ôi, tường rồi nó cũng bị mục hết rồi cả nhà ơi, nó lòi cái dĩ sắt ra luôn.
Nhà này bỏ hoang mấy chục năm rồi, cho nên là có dấu hiệu xuống cấp rồi. Lòi hết mấy cái khung sắt ở trên nó luôn. Ở dưới đất này mình thấy rất là nhiều những cái khung ảnh, dường như là một cái khung ảnh bằng khen gì đó mà được chồng ở đây một đống luôn nè. Ở trên tường nữa nè. Thì mấy cái khung ảnh này chắc là bằng khen rồi, tại vì Linh thấy có chữ bằng khen kìa. Chắc là bằng khen của những cái người mà ngày xưa đã công tác ở cái chỗ này. Tại vì bà con nói là chỗ này ngày xưa là một cái trụ sở gì đó của nhà nước. Ôi ôi, sao trong đây có một cái cây nạng nữa ta? Cây nạng của cái người bị tàn tật nè. Sao có một cây một vậy ta? Không biết là ở trong này còn ai không nữa. Nhưng mà cái cảnh này thấy cũng khá là ghê nè. Có cái nón ở trên nữa. Có ai ở đây không? Hello. Nghe em đu rồi cả nhà. Có quần áo người ta máng ở đây nè. Mấy cái đồ này Linh nghĩ là của người vô gia cư lúc trước họ vô đây họ sống và để lại thôi. Trời ơi, phía bên cái góc này là quá trời bằng khen luôn nè. Có cả ảnh Bác Hồ nữa nè cả nhà. Một cái tấm ảnh chân dung của Bác Hồ. Rất là nhiều những cái bằng khen được chất thành một đống luôn. Chỗ này thì rất là rộng luôn. Linh cố gắng di chuyển nhanh nhanh để mà kịp giờ đi cho hết cái ngôi nhà này. Quá trời, cái trần nhà bị nứt hết rồi. Ở dưới đây có một cái đống quần áo nè. Dường như là cái này là đống quần áo của những cái người cán bộ ngày xưa làm việc ở đây thì phải. Có quân hàm rồi, áo này áo có quân hàm, cà vạt luôn nè. Không có gì, đi qua bên đây. Thì sau khi mà bỏ hoang thì người vô gia cư vô đây họ ở nè, không biết là họ ở khu nào nữa. Trời ơi, một đống quần áo luôn nè cả nhà ơi. Đó, chắc là họ ở đây rồi nè. Quần nhỏ, áo lót gì quá trời luôn. Mấy cái vali. Vali kéo nè. Chắc là mấy cái vali này ngày xưa của cán bộ gì đó đây, công tác làm việc ở đây. Còn mấy cái quần áo này Linh nghĩ là cũng mấy cái người vô gia cư á. Họ vô họ ở rồi bỏ lại đây nè. Quần áo này là cũng đồ người bình thường. Đồ đa số là thấy là đồ của phụ nữ không à. Đồ lót của phụ nữ và quần jean, tất cả đồ ở đây đều là đồ phụ nữ hết. Đồ của đàn bà phụ nữ không à. Chắc là lúc trước họ vô họ sống ở bên cái khu vực này. Có mấy cái trang thờ ở bên đây nè cả nhà. Nó quá trời luôn nè. 3-4 cái trang thờ luôn. Và họ làm một cái kệ ở giữa cái nhà. Thì y như lời của bà con hàng xóm ở đây họ kể nè. Sau khi mà bỏ đi rồi á, thì ở trong đây họ lập những cái trang thờ như thế này. Không biết là thờ cúng cái gì nữa. Nghe nói là gặp được những cái gì đó tâm linh ở bên trong đây.
Cho nên là họ đã, sau khi mà họ bỏ đi thì họ đã thờ cúng và làm lễ gì đó trong này, rất là ớn luôn. Bên này có một cái khung ảnh nè, cái này là khung ảnh, khung giấy khen nữa, quá trời luôn. Mấy khung giấy khen nó ở khắp nơi luôn. Phía trước này còn một cái phòng nữa. Ê, sao có hình một cái con búp bê đó vậy ta? Một cái con có bông. Chắc là cái người vô gia cư đó, ngày xưa vô đây sinh sống, chắc có đem con nhỏ theo á. Cho nên là có hình gấu bông nè, rồi có mấy cái chỗ, mấy cái đồ chơi của trẻ con nè, quá trời luôn. Quần áo quá nè, đóng luôn. Bây giờ chắc là Linh sẽ kiếm cái đường để mà đi lên trên lầu đó xem là ở trên đó còn sót lại những gì. Bên kia còn một dãy nhà nữa chứ. Đi xong rồi Linh sẽ đi qua cái dãy nhà bên đó luôn, khám phá hết chỗ này. Chỗ này bỏ hoang lâu quá cho nên là mấy cái vết, dấu vết mà người ta vô đây cúng kiến chắc cũng đã bị vùi lấp rồi. Bởi vì cái ngôi nhà này thấy xây dựng cái kiểu giống như là cái kiến trúc từ thời Pháp tới giờ. Cái đường cầu thang là cái đường ở phía bên ngoài, bên ngoài căn nhà. Ngoài này chắc là một cái khu nhà vệ sinh. Dây leo đồ nó bao phủ hết rồi. Bây giờ Linh sẽ tiến lên cái đường cầu thang này. Nhìn nó khá là cũ kỹ rồi, không biết là có an toàn không nữa. Mà được làm bằng bê tông chắc không sao đâu. Cái thành cũng bị bể hết rồi nè cả nhà. Vẫn đi được. Linh sẽ quay cam lại. Cái lối đi lên này toàn là dây leo không. Trời ơi. Trên này có mấy cái phòng. Phòng bên đây thôi. Còn bên đây thì hình như là bà bị đập rồi. Mấy cái lan can nè cả nhà. Cái trần nhà ở trên này chắc cũng là do thấm nước nhiều quá cho nên là nó bị mục á. Ở dưới thì nãy mấy dưới căn phòng á cả nhà, nó lồi sắt ra luôn. Quá trời rộng luôn. Ui. Trong mấy cái phòng này là có rượu rồi nữa nè. Bây giờ sẽ đi vô phòng này luôn. Trong này có mấy cái chai rượu. À, rượu này là rượu rượu nho. Mấy chai rượu nho. Sao ở trên cửa sổ này có một cái khung gì nè cả nhà. Nhìn cái khung này, khung này chắc là cái khung ảnh rồi.
một cái khung ảnh lật. Khung ảnh này có thể là nó xoay được luôn. Trời ơi, chó nó thổi cánh cửa tự mở luôn cả nhà, làm hết hồn. Qua phòng ở đây. Phòng bên đây là có người vô đây ở và ở trên cái căn phòng này nữa nè cả nhà. Linh thấy có mền gối ở trong đây. Có mền gối rồi chiếu. Quá trời luôn. Rất là nhiều quần áo của phụ nữ với lại đồ của trẻ con ở trên đây. Quần jean, quần nhỏ gì quá trời luôn. Mà ở trên đây không thấy cúng cả nhà. Cúng ở dưới không à? Cái chỗ này ban đêm chắc gà khá là ớn luôn á. Cái cảnh nó gùng gợn. Cái khu nhà này Linh chắc chắn là được xây dựng vào thời Pháp rồi. Tại vì nhìn cái nền gạch này cả nhà. Cái nền gạch thì nó bằng những cái loại gạch xưa, rất là xưa rồi. Y như là mấy cái ngôi trường cổ vậy. Trên này là một cái hành lang. Cái hành lang khá là dài nè. Hai phòng. Hành lang nó chia ra hai phòng. Cái khung cảnh. Cảnh ở trên đây nhìn ra cũng có cái view rất là đẹp luôn. Đây đi vòng vòng. Gió thổi cũng rất là mát. Mấy người vô gia cư mà gặp được những cái ngôi nhà như thế này thì còn cái gì mà bằng nữa cả nhà. Ở trú tạm được một cái thời gian và có một cái không gian của một cái ngôi nhà rất là rộng lớn. Có cả view, ban công. Nhưng mà đổi lại là ban đêm ở đây sẽ rất là gùng gợn luôn á. Mấy cái này nó mục hết rồi. Bây giờ đi xuống cũng khá là sợ. Trời ơi, con rắn nói. Xung quanh này, cây cối không. Bây giờ Linh sẽ di chuyển qua cái dãy nhà bên này. Dãy nhà bên đây thì nhìn nó giống y như là cái dãy trọ vậy. Được chia ra là rất là nhiều phòng bên đó. Ở trên đó, ở trên những cái cửa phòng đó cả nhà, là có ghi số trên đó nữa. Số 1, số 2, số 3 và có ghi những mấy cái số thứ tự ở trên đó luôn. Bây giờ Linh sẽ quay cam lại.
Ngôi nhà, cái dãy nhà bên đây nhìn nó rất là âm u luôn. Âm u hơn cái dãy nhà bên phía bên này nữa. Ngay chỗ này có một cây dừa mà trái dừa nó bị lép hết rồi, toàn là dừa điếc không à. Mấy cái phòng bên đây nhìn thấy nó tối om vậy trời. Nè, có số nè cả nhà. Y như là mấy cái dãy phòng trọ bình thường thôi mà nó bị mục nát hết rồi. Đây cũng vậy thôi. Như là có ong, có mấy con ong bay ra bay vô. Mấy phòng bên đây là trống lỏng à, không có gì hết. Bên này nó bị sập luôn rồi, nó mục rồi, nó sập luôn cả nhà. Rất là âm u luôn. Hình như bên đây là người ta chứa lúa, chứa đất gì chỗ này. Mình thấy có mấy cái cục đất ở trên đây rất là lạ luôn nè cả nhà. Không biết là cái ổ gì nữa, ổ mối, ổ kiến hay là ổ chim gì nữa, mà nó đóng cục cục ở trên này nè. Đây là trong nguyên một cái cục lùm luôn rồi. Quay trở ra. Giờ Linh quay trở ra rồi cả nhà. Bên cái dãy nhà bên này thì không có gì hết, trống lỏng à. Bây giờ thì Linh quay trở ra và cũng xin tạm dừng cái video tại đây nha cả nhà. Thì nếu mà cả nhà có xem được video của Linh thì hãy cho Linh xin một like nha, cũng như là một chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ Linh có động lực khám phá những cái nơi mới khác tiếp theo hay hơn. Tiếp tục chia sẻ những cái video mới khác cho cả nhà cùng xem. Bây giờ thì Linh xin chào và hẹn gặp lại cả nhà nha.